Các cô mặc có một màu áo, một kiểu áo luôn. Mình là sao mà mặc có kiểu áo vậy cô? Đi đám về à? Trời ơi. Các cô thử đến đi ạ. Mặc một kiểu áo một cả nhà. Các cô mặc có kiểu áo một à? Quá đẹp luôn. Chào các bà, chào các mẹ. Mình ở đâu các cô? Vào tiếng nha, dạ. À, có các em thì mặc khác áo nè. Rất là đông. Đông nghẹt luôn cả nhà ơi. Đi xe 16 chỗ cả nhà. À, rất độc lạ là các cô mặc có một màu áo, một kiểu áo một luôn. Quá trời đông luôn cả nhà ơi. Bữa nay cậu đi âm nó vui, rất là vui luôn cả nhà ơi. À, cái bữa nay một niềm vui khôn tả luôn cả nhà ơi. À, các cô các chị đến đây viếng rất là vui luôn, rất là đông luôn. Dạ. À, các chị vô để nhìn ngắm ngôi mộ, ngôi nhà mới của cậu Năm cả nhà. Quá đông rồi, đông luôn, không còn chỗ đứng nữa, đông quá cả nhà. Bà con đến rất là đông luôn, quá đông rồi cả nhà ơi. Đang quay bên kia cho cô chú chị xem nha. Quá đông rồi. Nay độc lạ nhất là cúng một lượt hai mâm cơm chay luôn cả nhà, rất là nhiều cơm chay luôn. Vừa lấy xe đi ra là thấy mấy cô xuống luôn á. Ông rồi, ông Minh Nhí vô ông báo đồ á. Rất là đặc biệt. Rồi, bây giờ em sẽ di chuyển ra ngoài để quay vòng cho mọi người xem nha. Bây giờ mình tiến vô trò chuyện với mấy cô. Quan thăm mộ Nhí nè. À, dễ thương không? Quá đẹp luôn, quá xinh luôn. Xin gái với con nha. Cô ơi, cho con hỏi là mấy cô quyết định sao mà hôm nay mặc đồng phục đi rất là đẹp là đến viếng mộ cậu Năm vậy cô? Vũ Linh là nhà nhất. Vũ Linh mãi định. Vào số nữa đây. Độc là bên dưỡng rồi. Chạy luôn rồi. Rồi như bên kia hết trơn rồi.
Mấy cô qua bển để ngắm cô nha. Mấy cô rất là xinh đẹp ha. Qua bên đó để anh ơi. Đồng, quá đông rồi. Quá đông cả nhà ơi. Đó qua bên đó được cả nhà. Rồi đúng rồi, để bàn nó luôn, đúng rồi. Đấy, rồi. Các cô tới từ Dầu Tiếng nghe cả nhà. Các cô đặc biệt mặc một màu áo thôi, một kiểu áo thôi. Là phần cứng của Vũ Linh nè. Phần cứng hả cô? Phần cứng. Nhưng mà không biết chặt cổ. Xe 16 chỗ luôn nha. Để đi quay cái giả đông quá. Nếu quay mấy cô lên nhé. Xe 16 chỗ mặt đầu giống như vậy hả? Dạ chào mấy cô ha. Dạ. Ngoài đây nè cô ơi. Mấy cô về biết rồi. Mấy cô đâu nhiều biết nào. Dạ con chưa tiếng dạ. Nhìn già nha, đừng nhìn ba mà nhìn 2000 đô tính cậu. Nhìn vô cũng nhìn chứ đừng áp chứ quá. Chị chỉ có nói là chị đứng cầm chân. Đi vô đút chùm cây. Nhà nào cũng coi á, cậu Duy Minh á. Cảm ơn luôn nha. Cái gì chứng miêu đúng không? Duy Minh ra một cái làm clip rồi. Nhà cô đâu? Chị ơi. Vui nhà. Vui ơi, vui không? Vui rồi. Biến cậu nha cả nhà. Cô gái Bạc Liêu nè. Mình đi với ai cô? Dạ đi lên với đợi cháu ngoại đi học đó, mà tan trường nó nghỉ hè á, mới được đi luôn. Đến đâu là dễ tới rừng giấc mẫu rồi không còn ai ở đây á, đi lên buồn. Không ngày nào cũng đông hết cô ơi. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy ha. Ở đâu chưa? Nó không. Thực sự là kinh khủng, mà cái lượng người đến viếng mộ cậu rất là đông, không nhiệt luôn, chào đón luôn, đã đi vô trong đó đèn luôn, đi không nổi, không đi luôn, đi không luôn. Vậy là ở Vũ Linh lên hả cô? Ồ, vậy là có một cái thông tin là Vũ Linh xíu lên nha. Wow,
chị đây là chị quyết tâm gặp người nghệ sĩ Vũ Luân nữa các bạn. Đấy, để Vũ Linh, Vũ Linh, Vũ Luân nữa. Vũ Luân là hai cha con luôn các bạn. Chị Nhã vào nè, chào nghệ sĩ Vũ Luân nha. Chào Vũ Luân nha, chào đón nha cả nhà. Con trẻ tiền tượng người vui cả nhà. Không ngờ ngày hôm nay 28 tháng 5 nha cả nhà, không ngờ luôn. Một ngày đúng là một ngày bất ngờ. À, rất là đông khách luôn cả nhà. Quá một màu đỏ rất là đẹp, cứ đi theo đó. Cô chú ơi. Rồi coi nha, tặng chứ ta. Coi thùng